Hôm nay là ngày 30 Tết năm Nhâm Ngọ ở tại Thiền viện Trúc Lâm. Tôi có ít lời gửi về thăm Chư Ni và tất cả Phật tử tại Thiền viện Quan Chiếu. Trước hết là tôi nói chuyện với Chư Ni. Quý vị ở đây là một cái thiền viện đúng như tinh thần ở bên Việt Nam đã thành lập những thiền viện. Thiền viện là chỗ Chư Ni chung nhau, hợp tác, cùng lo Phật sự, cùng lo tu hành. Vì vậy, nói tới thiền viện là nói tới sự tu trên hết. Nếu chúng ta ở thiền viện mà thiếu tu thì nó không còn thành thiền viện nữa. Cho nên tất cả chư ni ở thiền viện phải hết lòng, hết dạ, quyết chí tu hành. Nhất là quý vị ni lớn tuổi, thời gian của quý vị còn lại không bao xa. Nếu để nó trôi qua mất đi thì sau này tìm lại không có. Vì vậy mà tôi khuyên tất cả quý vị ni chúng ở đây cố gắng tu hành. Mỗi một ngày qua mất đi là đã cướp mất một cái của báo của chính mình. Nên phải cố gắng tu hành, đừng bỏ mất một thời gian nào. Đó là cái điều thiết yếu. Nhưng muốn tu hành được, đòi hỏi quý vị có hai điều. Điều thứ nhất là phải hòa hợp, vui vẻ với nhau, sống trong tình huynh đệ. Cái gì mà tất cả trong chúng đều hoan hỷ thì mình nên làm. Cái gì mà trong chúng bực bội, không vui thì mình nên tránh. Bởi vì chúng ta sống với nhiều người, chứ không phải sống tư cách một cá nhân tại thất riêng mình. Vì vậy mà dầu cho người lớn hay người nhỏ ở trong thiền viện thì phải sống hòa vui trên dưới một bề, sống vui vẻ thuận hòa, thì đó là quý vị sẽ dễ tu. Chứ nếu mà sống trong cái buồn bực, trong cái giận dữ, sống trong cái chuyện mà oán ghét nhau thì đâu có thể nào tu được. Chúng ta tu là dẹp phiền não, mà nếu còn chứa chấp phiền não trong lòng tức là không thể nào tu được rồi. Đó là cái điều hết sức thiết yếu. Bởi vậy cho nên khuyên quý cô phải cố gắng hòa vui với nhau, xả bỏ hết những cái gì mà người khác nói hoặc người khác làm mình không vừa ý. Phải bỏ đi tất cả để sống hòa vui với nhau. Đó là cái điều mà quý cô khéo tu đúng như tinh thần luật hòa. Kế đó nữa, khi tu thì quý cô phải nghĩ đây là một cái thiền viện, là cái của chung. Phật tử đã đứng ra lo lắng cho xây dựng thành một cái thiền viện, đó là để muốn có chỗ nơi cho quý cô tu hành, có chỗ nơi để giảng dạy đạo lý cho Phật tử nghe. Như vậy thì quý cô ở thiền viện là ở chỗ chung, thiền viện là cái gốc, còn cá nhân mình là cái ngọn. Như vậy thì tất cả những công việc đều hướng về cái chỗ chung đó. Thiền viện được tốt, thiền viện được có cơm ăn thì quý cô được yên ổn tu hành. Nếu thiền viện mà không tốt, quý cô không có cơm ăn thì làm sao mà tu hành được. Bởi vậy cho nên phải lấy của chung làm cái gốc. Tất cả quý cô lúc nào cũng phải nghĩ thiền viện còn thiếu nợ, tức là mình còn có bổn phận chung lo để làm sao trả cho hết nợ. Tôi lãnh nợ
không phải lãnh để tôi hưởng, mà tôi lãnh nợ để cho quý cô yên tu. Thì quý cô yên tu thì phải nghĩ tới cái mối nợ mà tôi đang lo, phải làm sao góp công, góp sức, góp lời để mà nhắc nhở Phật tử cùng hợp tác chung lo, để một ngày nào đó nợ nần giết quý tôi khỏi lo, quý cô cũng yên ổn tu hành, thì cái đó là cái tốt. Chứ đừng vì lẽ cái chung ra sao mặt, miễn mình được Phật tử cúng, Phật tử ủng hộ thì bỏ túi xài riêng, là ai cũng muốn cho Phật tử ủng hộ mình, rốt cuộc là chùa nghèo, chùa thiếu, hay là thiền viện nghèo thiếu, không ai màng tới, thì đó là vô tình, từ cái chung nó hư hỏng, để rồi được cái riêng, được hưởng thụ, thì đó là cái điều không tốt, trái lại cái lẽ thực mà tôi mong muốn, cũng như Phật tử tôi mong muốn. Vì vậy mà hai điều tôi khuyên quý cô, điều thứ nhất là hòa thuận nhau, điều thứ hai phải nghĩ tới của chung, đừng nghĩ tới cái cá nhân nhiều. Được như vậy thì cái thiền viện sẽ được an ổn và sẽ được tiến triển. Đó là hai cái điều cần thiết. Còn phần tu thì quý cô lớn tuổi thế nào cũng thiếu sức khỏe, tu hành không đầy đủ thời khóa, nhưng mà đừng nghĩ rằng phải ngồi thiền đủ giờ đó mới gọi là tu. Có khi vì mệt mỏi quý cô đi kinh hành, hoặc là quý cô đi chung quanh ngồi nghỉ mà tâm mình đừng chạy theo cảnh, thì đó cũng là tu được. Tức là hoàn cảnh nào, trường hợp nào cũng là hoàn cảnh tu, trường hợp để tu. Đừng để tâm mông lung, nghĩ chuyện đời, nghĩ chuyện đâu đâu, mà phí bỏ cái thời gian quý báu của mình. Đó là tôi nói về tu. Kế đây là tôi nhắc nhở quý Phật tử. Quý Phật tử nhớ thiền viện Quan Chiếu là cái thiền viện đầu tiên mà quý thầy qua khánh thành ở nước Mỹ. Quan Chiếu là người đi đầu, là người đứng trước. Như vậy thì tất cả quý Phật tử đã nhiệt tình, đã quyết tâm để đứng ra thành lập, hay là sắp mua sắm, sắp đặt thành một cái thiền viện, vì đạo, vì quý thầy mà phải làm việc đó. Do quý Phật tử làm được thiền viện Quan Chiếu, cho nên rồi năm sau mới có thiền viện Đại Đăng, vân vân. Thì như vậy thì Quan Chiếu là cái người đi trước, là bậc đàn anh đàn chị, chứ không phải là đàn em út, mà cái người đứng ra để cố gắng lo lắng mua đất và sửa sang nhà cửa, thì những người đó là những người có công lớn. Đã là có công lớn thì quý Phật tử nên cố gắng duy trì, gìn giữ cái công của mình, đừng để cho nó bị tiêu hao, bị mất mát đi. Thầy lúc nào cũng nhớ cái công của người lo, công của người sắp đặt từ buổi ban sơ, cái công đó rất là quý. Muốn làm sao cho công của quý Phật tử mỗi ngày mỗi được tốt đẹp hơn, sung thịnh hơn, cho nên thầy nhắc nhở quý Phật tử trước đã ra công, ra của lo lập thành cái thiền viện Quan Chiếu rồi, thì từ đây mãi về sau quý Phật tử phải ráng gìn giữ, bảo vệ nó, đừng để cho nó hư mất, đừng để cho nó bị tiêu hoại. Cái công của mình đã lớn mà mình không giữ để nó mất đi thì rất là đáng tiếc. Bởi vì trong nhà Phật, những người có công xây dựng thiền viện hay là tinh xá để cúng dường cho Phật, cúng dường cho chúng tăng, đó là những người tạo phước đức lớn. Mà đã là tạo phước đức rồi thì chúng ta phải dung bồi, làm sao cho cái phước đức đó
càng ngày càng tăng trưởng, chứ không gì lẽ vui buồn trong huynh đệ, không gì lẽ không vừa lòng một hai cô nào đó rồi mình đâm ra thối chí, mình bỏ cuộc, thì cái đó là cái phước đức không tròn. Bởi vậy cho nên quý Phật tử phải cố gắng, dù ở hoàn cảnh nào cũng phải nỗ lực duy trì, tìm đủ cách để bảo vệ, đừng để cho nó tiêu mất. Quý Phật tử đi đầu mà vững mà bền thì những cái thiền viện khác, đàn em đi sau họ mới vững bền được. Nhớ mình đi đầu mà hỏng đi thì những người đi sau cũng khó mà giữ được. Còn nếu người đi sau giữ được mà người đi trước đã hỏng thì cái đó là cái tuổi cho quý Phật tử. Mình đi đầu mà trở lại thua người đi sau thì cái đó là cái điều không tốt, không được mọi người hoan hỷ. Vì vậy mà tôi nhắc tất cả Phật tử cố cựu đã ra công, ra của để gây dựng thành một cái thiền viện Quang Chiếu, và những Phật tử đang đến, đang học tập cũng phải chung lòng, chung sức để mà lo cho cái thiền viện được lâu bền, được tăng trưởng. Quý cô ở càng ngày càng đông, Phật tử đến càng ngày càng nhiều, để cho cái thiền viện nó xứng đáng là một cái thiền viện ni mà chỗ Phật tử đã ra công gầy dựng, cũng xứng đáng là một nơi mà quý thầy đặt chân đến đầu tiên, để rồi cái công của quý Phật tử nó được sáng tỏ, và cái việc làm của thầy được bền vững lâu dài. Người tu ở đây càng ngày càng đông thì phúc đức của quý Phật tử càng tăng trưởng. Vì vậy mà mong quý Phật tử, những người cố cựu, không bao giờ có cái ý nghĩ thôi giờ ai làm gì làm, tôi đủ bổn phận rồi, rồi bỏ mặc. Cái đó là quý Phật tử mới gầy dựng, mới gieo được hạt giống mà nó chưa có kết quả. Chúng ta phải ráng dung bồi, tưới tiêu, săn sóc để cho nó có kết quả, chứ đừng để bỏ dở nửa chừng, cái đó là cái đáng buồn. Đồng thời, những Phật tử mới phát tâm sau này, quý vị đến với thiền viện Quang Chiếu, quý vị nên thấy rằng đây là cái chỗ để cho quý vị tập tu, học theo gương của quý cô, người đi trước mình. Quý cô tu được 10, mình tu được đôi ba cũng tốt, rồi từ từ mà tiến lên. Nơi này giúp cho quý Phật tử có một cơ hội để trở lại tỉnh giác, để cố gắng vươn lên thành một con người tốt trong xã hội, thành một con người đạo đức ở trong đạo. Nếu quý Phật tử có tiền, có của mà thiếu đạo đức thì cái tiền của đó nó cũng không bảo đảm được ngày nay và những ngày sau. Do đó mà quý Phật tử nhớ đạo đức là cái trên hết, là cái của quý mà không ai có thể ăn cắp được, không có ai có thể cướp giật được. Cái đó là cái bảo vệ cho mình hiện tại và mai sau. Vì vậy mà mong tất cả quý Phật tử, ai đã phát tâm về giữa thiền viện thì phải cố gắng, ngày nay tu một, ngày mai tu được hai ba, cứ như vậy mà tiến lên. Quý cô cùng tu, quý Phật tử cũng đồng tu, như vậy thì chúng ta cùng hướng dẫn nhau đi trên con đường giác ngộ, con đường giải thoát, cho tới một ngày nào đó quý cô viên mãn được đạo đức thì quý Phật tử cũng tròn được phần nào. Thì như vậy mới là không uổng phí một đời của mình. Đó là tôi nhắc cho tất cả Phật tử phải nhớ và cố gắng. Đến đây tôi nhắc chung cả ni chúng và toàn thể Phật tử, là một vị ni phát tâm tu thì chắc chắn không ai nghi ngờ gì nữa.
Đây là những người tu hạnh giải thoát, muốn đem tới cho mọi người một cái đức, một cái con đường đưa tới chỗ giác ngộ giải thoát. Chứ không ai mà muốn mình tu cho có chừng, tu để lấy lệ. Do đó mà khi Phật tử đến chùa rồi, đến thiền viện rồi, thì quý Phật tử nên một lòng, một dạ cùng chung lo với quý cô. Cái gì được, cái gì mất thì coi như là cái được mất chung, chứ không phải riêng của quý cô, mà cũng không phải riêng của Phật tử. Cái gì hay, cái gì tốt cũng là cái tốt chung của toàn thể quý cô và Phật tử, chứ không phải riêng của quý cô hay là riêng của Phật tử. Như vậy thì chúng ta cùng chung lo để được tốt, cùng chung lo để cùng tu với nhau. Có được như vậy thì đó là cái bước tiến làm cho thiền viện càng ngày càng vững hơn, càng mạnh hơn. Chứ còn nếu đặt cái này là của thầy, của quý cô, mình không có trách nhiệm, thì như vậy đó là mình tách rời. Hoặc ngược lại, quý cô cứ nghĩ đây là cư sĩ tạo, chứ không phải công của mình, rồi cứ đổ, cái gì cũng đòi cư sĩ làm, mà mình không có chung lo, thì không được. Bởi vì đây là cái của chung, mà nhất là thầy là người chịu trách nhiệm, lãnh cái trách nhiệm của thiền viện, do quý Phật tử trao qua, thì thầy gánh vác để mà có nơi cho ni chúng tu hành, có nơi để quý Phật tử tới cùng học cùng tu, có quý cô thì mới có người giảng dạy. Những như vậy đó là chỗ chung nhau để chúng ta học đạo, chung nhau để chúng ta tu hành, và chung nhau để cùng đưa đến con đường giác ngộ giải thoát. Mỗi một ngày thiền viện có mặt là một ngày tốt để quý Phật tử cùng tới lui, và chính cái cùng tới lui đó làm cho quý Phật tử mỗi ngày tâm bồ đề càng tăng trưởng thêm. Chứ không nên nghĩ rằng bây giờ có thiền viện, bây giờ có quý cô tu rồi là mình hết bổn phận, để cho quý cô lo, mình không có để tâm tới, thì như vậy là cái không tốt. Đó là cái chia cắt để cho cái công ban đầu của quý đạo hữu, hay là cái công lo lắng của quý đạo hữu, nó bị mai một đi, không được. Chúng ta phải hợp tác, chung lo, ngày nào có mặt quý cô, thì quý Phật tử cũng như là có mặt người đàn chị, đàn anh của mình phải lo cho quý vị đó được no, được ấm để tu hành, và mình cũng được có người nhắc nhở tu hành. Như vậy đó mới là cái vui, vui ở trong đạo. Chúng ta phải đem hết lòng, hết dạ để nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau trên con đường tu, và chúng ta cũng đem hết lòng, hết dạ để bảo vệ chánh pháp, chứ không nên vì lý do này, vì lý do nọ mà lơ là, mà bỏ qua, thì như vậy là cái điều không hay, không tốt. Tôi mong rằng sang năm mới này, thiền viện Quang Chiếu sẽ được tốt đẹp hơn, sẽ được hoàn chỉnh hơn, vì qua một năm rồi, nó là một năm đã lôi thôi, tôi rất buồn, nhưng mà năm này thì cố gắng tạo cái duyên cho Quang Chiếu được đứng vững, là để cho Phật tử an ổn, học đạo tu hành. Vì vậy mà năm Nhâm Ngọ này, mong mỏi ni chúng và Phật tử cùng nhau chung lo chung sức để gìn giữ ngôi thiền viện Quang Chiếu càng ngày càng đẹp, càng ngày sự tu hành càng tăng trưởng, Phật tử càng ngày càng tới đông đảo, thì được như vậy tôi rất mãn nguyện. Vậy mong tất cả tăng ni, ni chúng và Phật tử phải chung lo chung sức với nhau,
một lòng một dạ với nhau, cùng tu, cùng học với nhau, để rồi đem lại cái tốt đẹp cho Thiền viện Quang Chiếu. Đó là chỗ mong mỏi của tôi. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.